Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defense, trong bản tin tối ngày hôm nay, 30 Tết Dương, chúng tôi lại có một phần quà gửi tới các bạn trong chùm chủ đề về quân đội các nước trên thế giới. Trong câu chuyện buổi tối ngày hôm nay, mời các bạn cùng chúng tôi ghé thăm một quốc gia có thể coi là yên bình nhất thế giới nếu tính trong khoảng 500 năm trở lại đây, một con số đáng nể. Nằm giữa trời Âu, nơi trải qua nhiều cuộc xung đột dữ dội nhất thời kỳ cận đại, hiện đại, đặc biệt là hai cuộc đại chiến thế giới lần thứ nhất và thứ hai, quốc gia này vẫn bền bỉ trải qua nền hòa bình hiếm có cho tới tận ngày hôm nay. Vâng, thưa các bạn, mời các bạn ghé thăm Liên bang Thụy Sĩ, một quốc gia nhỏ bé có tổng diện tích 41.285 cây số vuông, có đường biên giới tiếp giáp với các quốc gia từng có dính líu tới các cuộc đại chiến thế giới, bao gồm Italia, Pháp, Đức, Áo. Mặc dù nằm cạnh ông thần Đức, một cái tên luôn khiến người ta phải nhớ mãi khi nói về lịch sử chiến tranh thế giới, nhưng Thụy Sĩ lại có một nền hòa bình vững bền. Đó là nhờ vào chính sách trung lập khôn khéo của họ. Chính sách trung lập của một quốc gia được các nhà chính trị quân sự đề cập từ lâu, song chỉ được sử dụng rộng rãi từ thế kỷ 18-19. Trung lập trong khoa học chính trị là thái độ và hành động của một quốc gia đối với một cuộc chiến hay xung đột giữa các quốc gia khác. Theo đó, quốc gia trung lập sẽ không tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp dưới bất kỳ hình thức nào. Các quốc gia trung lập được chia làm hai loại. Trung lập có thời hạn, nghĩa là các nước chỉ duy trì chính sách trung lập trong một khoảng thời gian nhất định hoặc trước một cuộc xung đột cụ thể. Và trung lập vĩnh viễn là khi một nước tự đưa ra tuyên bố trung lập, thực hiện đầy đủ các cam kết của nước trung lập và được các nước khác thừa nhận. Theo Công ước La Hay 1907, quyền và nghĩa vụ của các nước trung lập được điều chỉnh và thể hiện tập trung ở một số quyền như bất khả xâm phạm về lãnh thổ, từ chối các bên tham chiến hành quân, vận chuyển đạn hoặc vật phẩm phục vụ chiến tranh đi qua lãnh thổ của mình, tự do trao đổi thương mại và tự do đi lại với bất cứ quốc gia nào, dù là bên tham chiến hay không tham chiến. Đồng thời, các quốc gia trung lập có nghĩa vụ không được trực tiếp tham gia vào các cuộc xung đột vũ trang hay cung cấp lực lượng, vũ khí, trang bị cho các bên tham chiến, không cho các bên tham chiến sử dụng lãnh thổ của mình vào mục đích quân sự. Chính sách trung lập đã được một số nước nhỏ ở châu Âu như Áo, Thụy Điển, Phần Lan lựa chọn để tránh xa các liên minh ràng buộc, không bị lôi kéo vào những cuộc chiến khốc liệt giữa các nước lớn trong lịch sử, nhất là hai cuộc chiến tranh thế giới. Bên cạnh các quốc gia nêu trên, Thụy Sĩ được coi là hình mẫu hàng đầu về chính sách trung lập, giúp quốc gia này không bị lôi kéo vào các cuộc xung đột ở châu Âu trong thời gian dài vừa qua. Có thể nói, Thụy Sĩ là quốc gia có lịch sử trung lập lâu đời nhất ở châu Âu và thế giới. Cột mốc đầu tiên đánh dấu lịch sử trung lập của Thụy Sĩ là vào năm 1515, khi Liên bang Thụy Sĩ bại trận trước nước Pháp hùng mạnh và phải ký hiệp ước hòa bình vĩnh viễn. Theo đó, Pháp và Thụy Sĩ cam kết không bao giờ gây chiến với nhau và cũng không bao giờ liên minh với quốc gia kẻ thù của nước kia. Hiệp ước này được hai nước tuân thủ cho tới khi Pháp xâm lược Thụy Sĩ vào năm 1789 và chấm dứt thời kỳ trung lập của quốc gia này. Năm 1815, Napoleon bại trận và phải ký hiệp ước Paris cùng các cường quốc châu Âu khác. Các nước thống nhất công nhận nền độc lập cũng như tính trung lập của Thụy Sĩ và chính sách trung lập này được Thụy Sĩ kiên trì áp dụng cho đến tận ngày nay. Mặc dù trung lập là nét đặc thù trong chính sách quốc phòng của Thụy Sĩ, song thực tế cho thấy chính sách này khá linh hoạt, thậm chí đôi lúc đã bị phá vỡ. Các nguyên tắc trung lập của Thụy Sĩ chủ yếu dựa theo Công ước La Hay 1907 và cách diễn giải về trung lập của chính phủ Thụy Sĩ qua từng giai đoạn lịch sử cũng không hoàn toàn giống nhau. Trong hiến pháp của nước này, trung lập chỉ được đề cập chung chung mà không kèm theo nội hàm cụ thể, do đó tạo không gian cho việc điều chỉnh chính sách một cách linh hoạt. Về cơ bản, chính sách trung lập của nước này có hai đặc trưng lớn. Một là tính vĩnh viễn, Thụy Sĩ cam kết trung lập trong mọi cuộc xung đột, bất kể đối tượng tham chiến, địa điểm và thời gian diễn ra xung đột. Hai, đó là tính vũ trang, dù không tham chiến nhưng Thụy Sĩ vẫn xây dựng lực lượng quân đội hùng hậu để tự vệ trước hành vi khiêu chiến của các nước khác và ngăn chặn hành động xâm nhập lãnh thổ, tiến hành các hoạt động trái với nguyên tắc trung lập. Trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Thụy Sĩ chia sẻ biên giới với các cường quốc thuộc hai phe đối đầu nhau bao gồm Đức Áo Hung của phe Liên minh và Pháp Ý của phe Hiệp ước. Do đó, việc triển khai chính sách trung lập là một lựa chọn tối ưu cho Thụy Sĩ và được duy trì trong suốt cuộc chiến. Tuy nhiên, lập trường trung lập của nước này bị nghi ngờ khi chính trị gia Robert Grimm được sự đồng ý của Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sĩ Arthur Hohmann bí mật tới Nga đàm phán một thỏa thuận hòa bình riêng giữa Nga và Đức nhằm kết thúc cuộc chiến ở mặt trận phía Đông. Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Thụy Sĩ tham gia Hội Quốc Liên, nay là Liên Hợp Quốc vào năm 1920 và chính sách trung lập của nước này được Hội Quốc Liên công nhận. Tuy nhiên, Thụy Sĩ buộc phải tiến hành chính sách trung lập có điều kiện, nghĩa là được phép không tham gia các hoạt động quân sự nhưng phải tham gia các trừng phạt chung về kinh tế. Chính sách này ban đầu được Thụy Sĩ chấp thuận, nhưng đến năm 1938, khi căng thẳng trong quan hệ kinh tế và chính trị giữa các nước châu Âu tăng lên, Thụy Sĩ đã quay lại với chính sách
trung lập tuyệt đối để đảm bảo lợi ích kinh tế của mình và chính sách này được duy trì trong suốt cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Thời kỳ chiến tranh lạnh, Thụy Sĩ tiếp tục diễn giải chính sách trung lập theo nghĩa tuyệt đối và từ chối tham gia bất cứ tổ chức quốc tế nào liên quan đến quân sự hay chính trị. Đồng thời, tìm cách phát huy vai trò trung gian hòa giải, điển hình là việc tổ chức Hội nghị Geneva về Đông Dương năm 1954 hay cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Reagan và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Gorbachev giúp phá băng quan hệ giữa Mỹ và Liên Xô vào năm 1985. Việc duy trì chính sách trung lập đã mang lại nhiều lợi ích cho Thụy Sĩ, vừa tránh được tổn thất từ hai cuộc chiến tranh thế giới, vừa tạo dựng được hình ảnh quốc gia yêu chuộng hòa bình có khả năng đóng vai trò trung gian hòa giải. Có thể nói, nhắc tới Thụy Sĩ, người ta không nghĩ tới quân đội của họ mà là chính sách trung lập tuyệt đối của họ thể hiện rõ nét trong các cuộc chiến tranh và xung đột. Họ yên bình tới mức đôi khi người ta nghĩ rằng các nước nhỏ nên học hỏi họ thay vì tập trung phát triển quân đội. Thực ra, tùy vào từng thời điểm mà chính sách trung lập nổi bật, bởi sau chiến tranh lạnh, môi trường quốc tế thay đổi khiến vai trò của các nước trung lập không còn được coi trọng như trước đây. Nguy cơ chiến tranh không còn thường trực, trong khi chính sách trung lập lại phát huy mạnh nhất khi xảy ra xung đột, tranh chấp tài nguyên, cạnh tranh quyền lực giữa các ông lớn. Các nước ngày càng phụ thuộc và ràng buộc lẫn nhau khiến nguy cơ ở một nước có thể trở thành mối đe dọa chung. Việc duy trì chính sách trung lập không can thiệp có thể ảnh hưởng tới chính lợi ích của quốc gia theo đuổi chính sách này. Đó là lý do trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều ý kiến trong nội bộ Thụy Sĩ cho rằng trung lập không có nghĩa là bàng quan, không can dự vào hành động vi phạm luật pháp quốc tế của một số quốc gia làm suy yếu các giá trị chung của phương Tây. Vì vậy, Thụy Sĩ bắt đầu có những điều chỉnh nhất định trong chính sách an ninh quốc phòng của quốc gia này. Thứ nhất, đó là tăng cường hợp tác với NATO và châu Âu. Thứ hai, đó là thể hiện rõ lập trường trước sự bất ổn của khu vực và thế giới. Tháng 2 năm 2022, Thụy Sĩ ra một quyết định hiếm thấy trong lịch sử trung lập của mình, đó là cùng với EU áp dụng biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga và có thể sẽ đóng không phận với các máy bay của Nga hay trừng phạt về tài chính đối với lãnh đạo của nước này. Tuy nhiên, việc can dự trong lĩnh vực quân sự vẫn là giới hạn đối với Thụy Sĩ. Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ cho biết đã từ chối đề nghị của Đức về việc tái xuất vũ khí, đạn dược cung cấp cho hoạt động quân sự ở khu vực Ukraine. Thứ ba, đó là tăng cường năng lực quốc phòng. Năm 2022, Quốc hội Thụy Sĩ đã đề xuất tăng ngân sách quốc phòng từ 5,2 đến 7,3 tỷ đô mỗi năm để thúc đẩy hiện đại hóa, nâng cao sức mạnh quân đội. Do đó, sau câu chuyện trung lập của Thụy Sĩ, mời các bạn tới với phần 2 của chủ đề, đó là quy mô lực lượng vũ trang Thụy Sĩ. Liệu rằng 500 năm hòa bình có khiến họ lơ là duy trì một lực lượng yếu kém hay không? Có rất nhiều điều thú vị lắm, hãy kiên trì nghe hết câu chuyện các bạn nhé. Mặc dù 500 năm không biết mùi chiến tranh là gì, nhưng thật ngạc nhiên khi Thụy Sĩ duy trì một lực lượng quân sự không hề tệ một chút nào. Thậm chí họ có rất nhiều chính sách trong việc động viên toàn dân bảo vệ tổ quốc. Xin nhắc lại, Thụy Sĩ chỉ có tổng diện tích 41.285 cây số vuông, dân số chưa tới 10 triệu người, nhưng lực lượng vũ trang đảm bảo ở quy mô thường trực hơn 100.000 quân cùng lực lượng dự bị gần 50.000 người. Con số này là tương đối cao so với một số quốc gia ở châu Âu, ví dụ như Romania có diện tích 238.000 cây số vuông, dân số hơn 20 triệu dân nhưng chỉ duy trì lực lượng chưa tới 100.000 người, hay là Bulgaria, Hungary, một số quốc gia Đông Âu ở khu vực tương đối nhạy cảm đều có quy mô quân sự khiêm tốn. Qua đó, có thể thấy rằng Thụy Sĩ mặc dù hưởng trọn nền hòa bình hàng thế kỷ nhưng cảm thấy họ không hề lơ là đối với năng lực quân sự. Điều này sẽ còn thể hiện rõ trong chính sách tuyển mộ quân nhân với việc họ áp dụng luật nghĩa vụ quân sự đối với toàn bộ nam công dân Thụy Sĩ, còn nữ có thể dựa trên tinh thần tự nguyện. Theo truyền thống, việc thi hành nghĩa vụ quân sự được coi là một vinh dự lớn lao của người Thụy Sĩ. Mọi nam công dân đủ 20 tuổi đều được gọi nhập ngũ, xung vào các trung tâm huấn luyện với khóa đào tạo khởi điểm kéo dài 17 tuần. Sau đó, họ sẽ chọn ra những chiến sĩ ưu tú nhất sẽ được giữ lại để tham gia quân đội chuyên nghiệp, số còn lại rời bỏ quân trường, chuyển sang ngành dự bị. Binh sĩ dự bị từ 21 đến 32 tuổi hàng năm đều được gọi trở lại quân đội, tham gia các khóa rèn luyện kéo dài chừng 3 tuần lễ, rồi lần lượt được thăng cấp hàm, tương ứng với số thời gian trực tiếp mặc áo lính. Hạ sĩ quan dự bị phải phục vụ quân đội tổng cộng tối thiểu là 360 ngày trong cả đời, riêng với cấp đại tá, hàm sĩ quan dự bị cao nhất tối thiểu là 5 năm. Bất cứ binh sĩ dự bị nào cũng được trang bị thường trực tại nhà. Xin nhấn mạnh là trong nhà của các binh sĩ dự bị đều có súng tự động, đạn dược, lựu đạn, mìn cá nhân, cũng như các trang thiết bị quân dụng cần thiết khác. Bất kỳ ai từ chối thực thi luật quốc phòng toàn dân đều bị trừng phạt. Các đối tượng trốn nghĩa vụ quân sự có thể bị tống giam đến 12 tháng. Hàng năm, ngân sách liên bang đều chi khoản tiền tương đương 3 tỷ đô cho các nhu cầu phòng thủ, chưa kể khoảng 1,3 tỷ đô, tiền lương cho binh sĩ chính quy cũng như số lượng quân dự bị đông đảo khác. Bất chấp những năm gần đây, dư luận Thụy Sĩ có xu hướng yêu cầu cải cách,
thậm chí là bãi bỏ chế độ nghĩa vụ quân sự, nhưng điều này chưa được phép thông qua, kể cả khi họ là quốc gia yên bình nhất thế giới. Về cấu trúc của lực lượng vũ trang Thụy Sĩ hiện nay, trong thời bình, lực lượng này được chỉ huy bởi Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang, người chịu trách nhiệm trước Bộ Quốc phòng cũng như Hội đồng Liên bang. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Thụy Sĩ hiện nay là Trung tướng Thomas Sully, ông bước lên vị trí này từ tháng 1 năm 2020. Bộ Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang đặt ở thủ đô Bern, giúp việc cho Tổng tư lệnh sẽ là các tham mưu trưởng lực lượng vũ trang, phó tham mưu trưởng, phụ trách Bộ Tư lệnh Tác chiến Liên quân, các chỉ huy đơn vị huấn luyện, hậu cần. Trong đó, Bộ Tư lệnh Tác chiến Liên quân chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tiến hành các hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang Thụy Sĩ. Nằm dưới quyền kiểm soát của đơn vị này là các thành phần lục quân, không quân, cũng như các sư đoàn phòng thủ lãnh thổ, cảnh sát quân sự, cơ quan tình báo quốc phòng, lực lượng tác chiến đặc biệt. Cụ thể, lực lượng lục quân chịu trách nhiệm chỉ huy các đơn vị cơ động trên bộ của lực lượng vũ trang. Tổ chức của lục quân hiện có 3 lữ đoàn bộ binh cơ giới mang phiên hiệu số 1, 4 và 11. Trong các lữ đoàn được biên chế các tiểu đoàn xe tăng, họ thường gọi là tiểu đoàn Panzer, bộ binh cơ giới, thiết giáp, pháo binh và chính sát. Về trang bị của tiểu đoàn lục quân thường sẽ bao gồm: với tiểu đoàn bộ binh cơ giới và tiểu đoàn xe tăng Panzer thường có một đại đội chỉ huy tham mưu, hai đại đội xe tăng Leopard 2A4, hai đại đội xe chiến đấu bộ binh và một đại đội hậu cần kỹ thuật. Với tiểu đoàn pháo binh sẽ bao gồm đại đội điều khiển hỏa lực, 3 khẩu đội pháo tự hành M109 cùng xe chỉ huy pháo binh, một đại đội hậu cần. Cùng tham gia tác chiến trên bộ còn có các sư đoàn phòng thủ lãnh thổ với quy mô 5 sư đoàn, tuy nhiên phân cấp cũng có những nét riêng biệt. Biểu biên chế của các sư đoàn chỉ tới cấp tiểu đoàn, bao gồm bộ binh, sơn cước, hậu cần, quân y, kỹ thuật. Trong biểu biên chế của tiểu đoàn bộ binh, sơn cước thường bao gồm 3 đại đội thiết giáp hạng nhẹ, một đại đội hỏa lực với cối 81 ly, chính xác pháo binh. Về vũ khí, mẫu súng trường tiêu chuẩn của binh sĩ Thụy Sĩ hiện nay là khẩu SG-550, một sản phẩm của chính nền công nghiệp quốc phòng Thụy Sĩ, được đưa vào sử dụng từ năm 1986, đến nay đã sản xuất đến 600.000 khẩu. Phải nói rằng, Thụy Sĩ cũng có một nền công nghiệp quốc phòng đáng nể mà chúng ta sẽ nói ở phần cuối bản tin. Về trang bị cơ giới, Thụy Sĩ hiện có khoảng 134 xe tăng chủ lực Leopard, 186 xe chiến đấu bộ binh CV-9030, 106 tổ hợp tên lửa chống tăng tự hành Piranha IB, khoảng 1.500 phương tiện bọc thép các loại, chiếm 90% là hàng nội địa, 133 pháo tự hành M109 cùng vài trăm khẩu súng cối, họ không có pháo kéo xe. Thực tế, xét địa hình Thụy Sĩ nhiều cao nguyên, đồi núi thì súng cối là một hỏa lực phù hợp để mang vác hành quân. Đó là về các thành phần lục quân, thực ra chúng tôi chỉ đi vắn tắt mà thôi, số trang bị trên còn được trang bị cho lực lượng quân cảnh, tổ chức với quy mô một bộ tư lệnh, các trung tâm huấn luyện cũng như học viện nhà trường phục vụ việc đào tạo lực lượng dự bị đông đảo. Thành phần nòng cốt thứ hai của lực lượng vũ trang cũng như thành phần trọng yếu nằm dưới quyền quản lý của Bộ Tư lệnh Tác chiến Liên quân, đó là không quân Thụy Sĩ. Với đặc thù là quốc gia trung lập nên thành phần không quân cũng hạn chế về quy mô và không có khả năng chống lại một cuộc xung đột tổng lực và lâu dài. Vì vậy, nhiệm vụ chính của không quân Thụy Sĩ là đảm bảo chủ quyền trên không và phòng không khắp lãnh thổ bằng cách duy trì kiểm soát không phận chung, ngăn chặn sự xâm nhập trái phép thông qua phạm vi phủ sóng radar suốt ngày đêm và chính sách trên không 24/7 như một biện pháp bảo vệ không phận tích cực. Ngoài ra, họ còn có vai trò tham gia hoạt động không phận, trinh sát, thu thập thông tin tình báo. Trong nhiều năm, lực lượng không quân Thụy Sĩ có truyền thống là lực lượng dựa trên lực lượng dự bị, bao gồm cả phi công. Thực tế, từ năm 1966, không quân Thụy Sĩ mới tách khỏi lục quân, trở thành một thành tố độc lập. Hiện nay, họ có quy mô thời bình là 1.600 quân nhân chuyên nghiệp và khoảng 20.000 hạ sĩ quan binh sĩ thuộc diện dự bị, trang bị khoảng 230 máy bay các loại. Trong đó, không quân tiêm kích hiện có 18 chiếc F-5 và 25 chiếc FA-18C. Máy bay F-5 đã từng là xương sống của không quân Thụy Sĩ suốt thập niên 80-90 cho tới tận đầu thập niên 2000 mới bắt đầu rút khỏi trang bị. Lúc cao điểm, Thụy Sĩ đã mua và sử dụng tới 110 chiếc F-5. Kể từ năm 2011, họ đã bắt đầu lên kế hoạch thay thế F-5 bằng các ứng viên như JAS-39 Gripen, Typhoon và Rafale. Tuy nhiên, các kế hoạch lần lượt bị hủy bỏ. Họ từng có ý định thuê mẫu tiêm kích JAS-39 của Thụy Điển, nhưng các cuộc trưng cầu dân Ý vào năm 2014 đã phản đối kế hoạch này. Và mãi tới năm 2021, họ mới chốt hạ được phương án mua 36 chiếc F-35A để thay thế cho toàn bộ các máy bay FA-18 và F-5 đã lỗi thời. Lực lượng không quân vận tải hiện có 22 máy bay cao loại, đa phần là dòng máy bay vận tải hạng nhẹ. Không quân trực thăng có 45 chiếc, không quân huấn luyện có 49 chiếc. Ngoài lực lượng không quân, tham gia nhiệm vụ bảo vệ không phận Thụy Sĩ còn có lực lượng giám sát không phận dân sự và quân sự. Nó được xây dựng quanh hệ thống phòng thủ không phận Thares, Raytheon, Floraco, được vận hành từ 4 địa điểm cố định nằm trên các ngọn núi bao gồm
Piratus, Scopy, Redhorn và Redflu. Hệ thống này được đưa vào sử dụng từ năm 2003 với thời hạn tối đa 25 năm. Có thể mường tượng dễ hiểu nhất, nó giống như cách thức vận hành hệ thống quản lý vùng trời quốc gia tự động VQ1M mà Việt Nam bắt đầu trang bị từ khoảng năm 2016. Tất nhiên, mức độ hoàn thiện của họ ở một đẳng cấp cao hơn hẳn về mọi mặt với khả năng giám sát trên không 24/7, 365 ngày liên tục, cả ngày lẫn đêm. Vì vùng trời Thụy Sĩ rất nhỏ, với phần mở rộng tối đa chỉ là 348 km, một máy bay thương mại có thể bay qua toàn bộ đất nước Thụy Sĩ trong vòng 15-20 phút, còn chiến đấu cơ có thể nhanh hơn nhiều. Thành ra, việc giám sát không phận là yêu cầu rất cao, bắt buộc phải có ở quốc gia trung lập này. Tuy nhiên, hệ thống vũ khí phòng không mặt đất của họ có quy mô tương đối nhỏ, ưu tiên tính cơ động hơn là cự ly tác chiến. Hiện nay, họ chỉ có 3 loại vũ khí chính với số lượng không quá lớn bao gồm tổ hợp tên lửa đất đối không Rapi với 40 bệ phóng đang hoạt động, tầm bắn 10 km. Hai là tổ hợp tên lửa Bắc Vai FIM-92 Stinger với 96 bệ phóng. Ba là pháo phòng không 35 ly có tầm bắn 4 cây số với 24 khẩu đội. Trong bối cảnh tình hình thế giới đã có nhiều thay đổi đáng kể, vào năm 2021, cùng với việc mua 36 chiếc F-35 với tổng trị giá 6,48 tỷ đô, Thụy Sĩ cũng đặt lên kế hoạch phân bổ ngân sách 2,16 tỷ đô để mua 5 khẩu đội Patriot Park 2 của Mỹ. Vì là đất nước không giáp biển nên Thụy Sĩ không tổ chức hải quân, thay vào đó là các hải đội tuần tra sông hồ cũng như phục vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Như đã đề cập ở trên, Thụy Sĩ có một nền công nghiệp quốc phòng tương đối phát triển, có đủ năng lực sản xuất nhiều loại vũ khí hạng nặng, bao gồm cả máy bay quân sự, trong đó nổi bật có công ty MOWAG thành lập năm 1950, chuyên phát triển thiết kế, sản xuất các loại xe thiết giáp đa năng. Sản phẩm nổi bật hiện nay là các dòng xe thiết giáp bánh lốp 4x4, 6x6, 8x8, 10x10, Piranha, dòng xe thiết giáp đa dụng Inger, tương đương Humvee của Mỹ. Công ty SIG Sauer AG chuyên về lĩnh vực sản xuất súng ống đạn dược, họ là tác giả của dòng súng trường tiêu chuẩn trong quân đội Thụy Sĩ hiện nay, mẫu SG-550. Đặc biệt là công ty hàng không vũ trụ Piratus Aircraft, nhà sản xuất máy bay cánh bằng hàng đầu châu Âu hiện nay. Piratus có nhiều sản phẩm nhưng nổi tiếng trên toàn cầu, được hàng chục quốc gia chọn mặt gửi vàng là dòng máy bay huấn luyện sơ cấp PC-7, PC-9. Trong đó, dòng máy bay huấn luyện PC-7 ra đời năm 1966 đã trở thành huyền thoại của Piratus khi sản xuất tới 618 chiếc, xuất khẩu đi gần 20 quốc gia trên thế giới. Sau PC-7, từ năm 1984, họ đưa vào sản xuất mẫu PC-9 cải tiến, đến nay đã sản xuất gần 300 chiếc, xuất khẩu tới 12 quốc gia. Thậm chí, đến cả nước Mỹ cũng phải chọn PC-9 mua bản quyền sản xuất 600 chiếc T-6A T-2 cho không quân và hải quân Mỹ. Sản phẩm mới nhất hiện nay của Piratus là dòng PC-21 ra mắt năm 2002, đến nay đã xuất xưởng 211 chiếc, xuất khẩu tới 10 quốc gia. Các máy bay huấn luyện của Piratus nổi bật với tính an toàn, độ tin cậy, trang bị hiện đại, phù hợp cho việc huấn luyện phi công nhiều lực lượng không quân, kể cả các nước sử dụng hệ vũ khí Nga rồ. Qua đây, có thể thấy rằng, mặc dù là quốc gia yên bình nhất thế giới, quân đội chưa từng phải nếm mùi chiến tranh suốt 500 năm qua, nhưng Thụy Sĩ cũng không hề lơ là trong công tác an ninh quốc phòng, và đúng với câu nói, muốn hòa bình phải chuẩn bị cho chiến tranh.